một con này, hai con, ba con, bốn con, năm con. Trong dai ngoài giòn, chỉ có thể là mì cucumi. Bạn nào có nhu cầu mua game quân hạ Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shop Perigaming.vn. Đây là shop bằng hợp tác chính thức duy nhất của mình. Anh em có thể yên tâm khi mua ở shop mình nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả cho anh em. Đúng rồi đúng không anh? À, 100 con. 110 con. À, 110 con. Của em bao nhiêu ạ? 1 triệu. À. Đây là 100 con đuông dừa. Hello anh em, mình là Kerry đẹp trai đến từ Dubai đây. Chào những các bạn cô đơn trong mùa đông giá rét. Ảo rồi đấy. Thì hôm nay là mình sẽ làm một cái video ăn uống tiếp của lại như hôm nọ mình ăn ốc ấy. Mình có bảo là làm video là thử thách ăn 100 con đuông dừa đúng không? Không biết là hôm nay có ăn hết được không. Nhưng mà đuông dừa là mình làm 2-3 clip rồi. Nhưng mà nay lại làm tiếp anh em. Chủ yếu là mình đói nhưng một phần là mình cũng quay cho anh em xem. Đây anh em ơi, phòng của con em gái là hôm qua vừa mới là trang trí deco cho mình. Đây, vừa mới đem về phát là mình làm đổ cốc trà sữa xuống. Ôi giời toàn ơi, tật đồ ăn hại. Đấy, nó vừa mới là deco cho mình đấy. Anh em thấy đẹp không? Mời đẹp, mời đẹp. Đấy, tiện thể hôm nay nó cũng thèm đuông dừa. Đây, em gái đang làm gì đây? Hello mấy cưng. Mở ra. Đây nhá, hôm nay tao mua 100 con đuông dừa ra để cảm ơn mày nhá, vì đã deco phòng cho tao nhá. Thích không? Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Bây giờ chiến thôi chứ nay bài đặt gì nhỉ, sang chảnh kiểu dạng lạnh mừng ơn anh. Lạnh mừng ơn à. 110 con nhá anh em nhá, anh em không tin anh em cứ đếm thử nhá. Ôi giời ơi. Đấy, ok bây giờ là chiến thôi. Bây giờ Nhung ơi, mày đổ nước mắm này là tao vừa mới chôm của mẹ ấy. Mẹ lấy nhiều nước mắm này mẹ nói thế. Đấy. Uầy, anh em thấy tuyệt vời không? Đây, đuông dừa tắm mắm. Ôi thêm rồi đi. Ôi mẹ chửi đấy. Ôi thêm rồi đi. Thêm lên tầng từng này này. Mẹ nói mày đừng có đổ tội tao nhá. Xời, đổ tội gì. Đây bây giờ là cho hết đuông dừa vào trong bát luôn. Đây em ạ. Cho hết đuông dừa bát luôn. Cho con Nhung ăn trước đi. Tí là phải có người quay cho nó mới đẹp anh em ạ. Bỏ quá, nhưng mà cho mình vẫn phải làm một miếng. Ngon nguội à. Anh em nhìn này, đuông dừa đang ngọn nguội này. Đây đầy cái bát luôn nhá. Tuyệt vời luôn anh em ạ. À. Bây giờ chiến thôi, con Nhung ăn xong rồi. Nó ăn ít lắm. Đây là chắc là 100 con. 100 con anh em ạ. À. Hơn đấy, tao lấy có 4 con rồi. 4 con à? Nãy tao ăn 6 con rồi. Bắt đầu. Ui thế á, vãi. Đây, anh em nhá, mời anh em nhá, một phát 3 con luôn nhá. Ngon, béo béo, tuyệt vời. Đây anh em ơi. Mày tin tao làm phát 10 con không? Thay tao thách mày luôn, nếu mà mày làm được 10 con tao cho mày 1 triệu luôn. Tao nắm 5 con thôi, tại vì cái miếng này nó nhỏ á. Muốn to kia thì nó không hết mồm được. Nếu mà hết mồm được thì mình ăn được hết anh em ạ. Mày ăn không bị cắn con đu dừa cắn lưỡi à? Mình cắn nó trước ra để nó cắn trước. Đây. Gì đấy? Ừ.
Anh em nghe thấy vị giòn không? Anh em cứ đếm nhá. Em mình ăn hết không nhá. Ghê đấy. Ừ. Anh cho vào mồm này. Ui. Ngon quá, ngon quá. Anh em nhìn này. Ui giời. Lấy nét á. Bị vỡ rồi. Từ đợi đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Đây anh em nhìn này. Mình con thấy cả dâu của nó luôn. Ngon chưa? Mình xem trên mạng người ta ăn chỉ ước ao được ăn một lần thôi. Bây giờ được ăn hẳn 100 con. Nói tao ăn hết cái này thì tao. Mày ăn hết tao cho mày 1 triệu luôn. Mày ăn được. Thích luôn. Được luôn, hôm nay nhịn đói cả ngày luôn á. Ăn đi. Nhưng mà không phải là ăn hết muốn mày kiểu dạng là từ từ đâu. Mà tao thách mày ăn hết 100 con này trong vòng 10 phút. Nani. Được không? Được. Bắt đầu nhá. Ok. Nhưng mà cay quá. Ăn nhanh đấy, ăn từ từ thôi không nhẹ em. Còn nhanh nữa, không bị nó ăn lại đấy. Bắt đầu ngán rồi đấy. Cho tao hộp khứa ấy, cay quá. Ai? Cay quá anh em ạ. Anh em nhớ đếm nhá. Nhớ đếm mày ăn hết bao nhiêu con nhá. Kiểu này tiêu chảy chết. Đá quá Pepsi ơi. Ủa. Ôi giời ơi. À, bỏ một vài con vào trong bát cho tao à. Đúng rồi. Cho mày 10 con để dành ăn nhé. Ôi. Có gì đem về đói ăn. Ôi, đói đem đói ăn không dừa. Hỏi chấm. Lau nước mũi đi. Cay quá anh em ơi. Anh em cho mình xin cái con mừng anh em ăn con này cảm giác như nào nhé. Mình có gì không ăn được. Chứ con người không biết ăn đâu. Mày ăn nhiều thế. Chưa à. No à? Chưa. Nhưng mà nhìn mặt ngao ngán rồi đấy anh em ạ.
Hôm nay rõ ràng mình nhìn ăn như thế rồi mà nhỉ? Lừa rồi, thề. Mày ơi, cố ăn. Đến khi nào ngán được thì thôi. Ui rồi. Cầm một con lên để tao quay cận cảnh thế nào? Quay cho mọi người xem. Này mọi người thấy chưa? Có cả lông luôn. Ăn vào nó giòn. Ăn cả đồ á. Cắn vào mồm, nước bắn tung tóe. Béo béo. Mùi dừa. Cay cay. Đã quá Pepsi ơi. Anh em thấy mình giống ban giám khảo chưa? Quá chuẩn luôn. Tuyệt vời quá. Thôi mày ăn thì ăn đi. Thế chưa? Còn nhiều. Hai em. Chúc hai em hạnh phúc. Mình sát sinh nhiều ấy nhỉ. Đương giờ này nó sẽ biến thành con gì nhỉ? Con bọ cánh cứng không? Đương giờ biến thành bọ cánh cứng ấy. Nó biến thành con bọ hung nhỉ? Không biết. Nó biến thành bọ dừa. Tuyệt vời. Sắp hết thời gian. 7 phút đã trôi qua. Còn 3 phút. Tinh tế, tinh hoa, ẩm thực Việt. Cái này bị ảo luôn vừa rồi. Quá tuyệt vời. Thôi. Chịu thua chứ gì. Vẫn ăn được những cái quá. Fami thương hiệu sữa đậu nành số 1 Việt Nam được chọn mua. Thôi anh em ạ, chắc mình không ăn hết đâu. Nhưng mà mình đố anh em, mình đã ăn hết mấy chục con rồi, anh em có một số nhá. Tuy không hết 100 con nhưng mà chắc hết 50 con rồi đấy. Chắc video mình đến đây kết thúc rồi. Bye bye anh em. Bye bye. Ok. Về cay quá. Ăn một hai con thôi. Bờ ngay đầu. Ây da.